Rồi đây. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng các công cụ hôm trước mình đã làm quen để thực hành cái bài lab này. Bài này chúng ta sẽ sử dụng các công cụ để vẽ được cái bàn, rồi vẽ các đồ vật trên bàn để các bạn làm quen với cái công cụ dựng hình. Thì bây giờ trước tiên làm cái bài này thì thầy sẽ reset lại cái giao diện này ha. Các bạn muốn lưu thì mình sẽ vô file, mình sẽ chọn save as. Còn nếu không thì mình reset, mình chọn reset đi. Thì khi reset thì nó hỏi các bạn có muốn lưu hay không. Nếu bạn muốn lưu cái bài tập này lại thì mình sẽ nhấn vào nút save. Còn không thì mình nhấn vào don't save. Rồi. Ở đây nó hỏi bạn có muốn reset không thì mình sẽ chọn reset. Reset là cái gì? Reset là nó sẽ làm mới lại toàn bộ cái giao diện của mình. Các cái thông số kỹ thuật nó sẽ chạy lại như lúc đầu các bạn bật lên. Đó là reset. Rồi bước tiếp theo, để khi vẽ mà các bạn thấy được các cái đơn vị đo như vậy, tức là mm này. Còn mặc định từ bữa giờ các bạn bật lên thì nó chỉ là đơn vị quốc tế, đơn vị của Mỹ, tức là Nick. Bây giờ để đổi lại đơn vị đo thì các bạn sẽ vào menu Customize. Các bạn chọn cho thầy cái Unit Setup. Đây. Vào menu Customize này. Chọn Unit Setup để thay đổi cái đơn vị đo. Giống như tất cả các phần mềm khác thôi. Trước khi các bạn thiết kế thì bạn phải đổi cái đơn vị đo. Thì mình mới làm được. Đây. Thì trong cái 3D Max nó có cho mình 4 cái đơn vị đo như sau này. Đúng không? Cái mặc định ban đầu các bạn mới cài 3D Max lên thì nó là ở cái dạng này. Đó. Bây giờ mình sẽ chọn như là metric, tức là đơn vị đo quốc tế. Thì đơn vị đo quốc tế mình hay xài tức là mm, cm, rồi mét gì đó, km. Đó, tức là đơn vị đo quốc tế. Còn nếu bạn để chế độ là US Standard, tức là cái đơn vị đo của Mỹ. Đó. Đơn vị đo của Mỹ thì họ tính bằng feet. Đó, bằng feet. Thì một feet thì bằng bao nhiêu cm thì bạn chọn mình đổi ra. Còn cái custom này á thì cái đơn vị đo mà mình tự thiết kế, các bạn tự đặt cho mình một cái đơn vị đo riêng cũng được. Đúng không? Nhưng mà nếu mình đặt một cái đơn vị đo cho riêng mình thì nếu mình làm chung với những cái sản phẩm khác thì nó lại không khớp. Này thì mình phải tự đặt ha, tự biết. Còn cái này thì để lại mặc định. Mặc định như mới khi khởi động máy lên thì bạn có được cái thông số mặc định. Còn đối với cái bài tập này mình cần một cái đơn vị tương đối chính xác nên thầy sẽ chọn cái đơn vị đo là metric. Thì ở đây các bạn có thể chọn mm hoặc là cm. Thì thiết kế thì thường người ta hay dùng cái đơn vị thấp, tức là mm nhỏ. Ok. Thì lúc này các bạn thấy ở đây nó sẽ có cho mình cái đơn vị là mm. Đó, mm. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ bằng khối box. Thầy vẽ khối box như vậy. Thầy có một cái khối box. Cái khối hộp này thì thầy render lên thì bạn sẽ thấy điều gì? Bạn thấy khối này nó rất là sắc bén, đúng không? Giống như cái cạnh bàn các bạn đang ngồi, sắc bén. Bây giờ thầy cũng có một cái khối tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái phần nữa là vát cái góc này đi cho nó mềm đi. Đó. Thì các bạn để ý này, mình đang sử dụng cái khối cơ bản, tức là khối standard nằm ở đây. Đó, đây là những khối cơ bản, khối hình học cơ bản. Bây giờ thầy bấm vô chữ standard này, thầy sẽ chọn là extend, đó là khối mở rộng của cái khối cơ bản. Thì trong cái khối mở rộng này các bạn thấy nó cũng y như vậy thôi, nhưng mà nó có thêm nhiều thứ khác. Ví dụ như là đây là có công cụ là Jumper Box. Thầy chọn Jumper Box. Thầy vẽ ra một cái khối y như vậy. Các bạn thấy một cái khối này. Cái khối Box này thì nó giống, hai cái đều giống nhau này. Nhưng mà cái thằng Jumper Box, cái thằng bên màu tím này thì nó có thêm cho mình một cái fillet, đúng không? Fillet tức là có thêm cái độ phát góc này. Đó, phát cạnh này, bạn thấy không? Đó, nó mềm đi này. Bây giờ để bật cái chế độ mà bạn thấy được cái lưới ở đây thì
Các bạn click phải vô trong chữ relic này cho thầy. Click phải chuột ha, vô chữ này. Thì bạn sẽ chọn cái chức năng là X-Face, tức là cạnh và mặt này. Ha, X-Face. Nếu bạn muốn dùng phím tắt thì bạn sẽ dùng, nếu xài laptop á, bình thường thì mình nhấn F4 nha. Nếu máy bàn có thể là F4. Còn nếu bạn đang xài laptop thì phải cộng thêm cái phím hỗ trợ, tức là phím chuyển đổi á, phím FN, rồi sau đó mình mới cộng với F4, cộng với F4 thì các bạn sẽ mở được cái lệnh này. Đó là phím tắt ha, nó phím tắt. Đó, nhấn phím tắt này. Đấy, thì lúc này các bạn thấy nó có được cái lưới đây, mình thấy được cái lưới cạnh. Khi bạn thay đổi cái fillet này, cái này là nó vát cạnh này, nó vát cạnh này. Thì render lên so sánh giữa hai cái cho bạn thấy. Các bạn thấy không? Cái này nó mềm hơn này. Còn này là nó bén hơn. Thì tùy vào cái công việc của mình thích nó mềm như vậy hay là mình thích nó như vậy. Thì mình có thể dùng hai cái lệnh. Nhớ nha, Jumper Box tức là nó có thêm cái độ vắt góc, vắt cạnh ở đây. Còn phía dưới này là cái độ lưới này. Các bạn thấy này. Lens segment, tức là cái đoạn segment, là đoạn lưới. Mình sẽ tăng cái segment lên. Các bạn thấy đây là segment theo chiều dài này. Còn cái này segment theo chiều rộng này. Còn cái này theo chiều cao này. Tương ứng bên này cũng vậy. Bên này các bạn thấy là cũng có chiều rộng này, chiều dài, chiều rộng này, chiều cao này. Đúng không? Tăng lưới lên làm cái gì? Để khi bạn dựng hình mình cần tăng lưới lên, hoặc là làm cho cái hình của mình nó mịn hơn thì mình sẽ tăng cái lưới này lên, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái kiểu bóc, là bóc cái chamfer bóc, để mình có cái độ vắt cạnh khi mình design cái bàn cho nó đẹp, đúng không? Thì bây giờ thầy chọn cái khối bóc này này, thầy sẽ thay đổi cái kích thước. Ở đây thầy làm cái chân bàn nhỏ, khoảng chuẩn nó là 20 cm, cao là rộng 20, đúng không? Rồi chiều cao của cái bàn các bạn đang ngồi á, thì khoảng 70, tức là 700. Cái độ fillet, tức là cái độ bo góc, bo cạnh ở đây này. Bây giờ thầy cho cái này khoảng 0,5 thôi. 0,5 cái cạnh này này. Rất là mỏng đây ha. Cái lưới này này, cái cạnh, cái đoạn này mình không cần thôi, mình để một. Cái này mình để một. Rồi cái lưới chiều cao này. Lưới chiều cao này, đó. Nếu mình cần thì mình tăng, còn không thì thôi. Bây giờ hiện tại thầy cứ để một để lắp nữa thì bây giờ. Rồi. Cái cạnh, các bạn thấy cái cạnh này không? Cái cạnh. Ở đây nó có cái fillet. Tức là fillet là bo cái cạnh này, mình tăng lên. Tăng lên ví dụ 2. 1 nè, 2 nè. 2 thì không? Rồi. Giờ thầy render thì xem nè. Bạn thấy nó mịn nè. Thấy không? Cạnh của mình nó mịn, nó bóng lên. Nó không còn bén nét nữa thì nó sẽ đẹp hơn, là nó cạnh sắc nét. Rồi. Phải có được cái khối này rồi. Bây giờ mình sẽ học thêm một cái lệnh nữa, là lệnh tạo cho cái đầu lớn, đầu nhỏ. Ví dụ thầy muốn tạo ra cái kiểu chân bàn nó cong. Bây giờ thầy sẽ gắn thêm một cái lệnh cho thằng tapper này, cho thằng chamfer này. Các bạn click vô cái thẻ có tên cái khung ấy, cái hộp thoại có tên là modify list. Bấm vô cái modify list này. Mai mốt thầy bảo vào thẻ modify là thẻ này, đúng không? Modify list là cái thẻ nhỏ dưới. Thì bấm vô đây, các bạn thấy trong 3D Max rất là nhiều lệnh ha, rất là nhiều lệnh. Nhưng mà để tìm nhanh á, các bạn để chọn nhanh một cái lệnh nào đó thì bạn nhớ cho thầy cái phím đầu tiên, cái tên đầu tiên, tức là cái ký tự đầu tiên của nó là gì. Ví dụ như là các bạn thấy những ký tự này đầu tiên là bằng chữ gì? Chữ P, đúng không? À thì bạn biết đây là cái nhóm là lệnh P này, chữ P đầu tiên này. Trên này là mét gì đó, là chữ M này, đó. Chỗ này là N, chỗ này là O này. Đó. Dưới này là R gì đó. Tức là mình biết được cái chữ đầu tiên.
Và cái lệnh mình dùng ở đây có cái tên là tapper, thì bạn biết nó bắt đầu bằng chữ T. Thì các bạn chọn vào đây xong rồi mình chỉ cần nhấn phím chữ tờ, chữ T là nó sẽ chạy tới cái nhóm lệnh tờ tờ này. Thì mình sẽ chọn T, hoặc là bạn nhấn C thì nó sẽ chạy tới nhóm lệnh C, P thì chạy tới P, không? Rất là nhanh. S thì nó sẽ chạy tới nhóm lệnh S. Mình nhấn T là nó chạy tới T. Mình sẽ chọn này. Đó. Bây giờ thầy chọn cái lệnh tapper này. Cái lệnh tapper này thì nó sẽ làm cho một cái đối tượng biến đổi đi. Đầu to, đầu nhỏ. Ví dụ như là cái ở đây mình quan tâm trong cái mục parameter này. Nó có hai phần này. Phần amount và phần curve. Thầy tăng cái amount này theo thông số dương này bạn thấy. Thì khi thầy tăng lên thì bạn thấy trên này to, dưới này nhỏ. Đúng không? Tức là thông số dương ha. Nếu thầy đổi ngược lại thông số âm á, thì ở dưới là dưới thì nhỏ, trên to, dưới to, trên nhỏ. Đó. Dương là to, dưới là nhỏ quá, đúng không? Mình phải chở 0.1 thì thôi thôi. Mình sẽ thấy được. Đó, trên này nhỏ, dưới này to. Đúng không? Thì đối với cái bài này thì bạn ở đây để đây cho thầy 1 là được. Cái 20 gấp đôi rồi, trên này 40, dưới này là 10. Đó, dưới này 20 chứ, trên này 40. Chân nó như vậy. Rồi cái curve này, cái curve này là cái độ cong hoặc là lõm. Giờ thầy tăng cái curve lên này. Các bạn thấy thông số dương của thầy á, thì cái curve này nó phình ra. Nhưng mà cái chân bàn này nó không có phình. Đúng không? Tại sao? Bởi vì cái chân bàn nó đang thiếu lưới, tức là thiếu cái cạnh Simon ngang. Bây giờ mình phải thêm các cái cạnh cho nó để nó biến đổi được. Để thêm này, thì bạn phải bấm về cái phía dưới này, bấm về cái champ box này, tức là bấm về đây để chỉnh sửa lại khối này. Các bạn bấm vào đây ha. Thì nó quay trở lại lúc ban đầu mình các thông số này, mình có thể thay đổi thông số này được. Ví dụ bạn muốn thay lên bao nhiêu đó, ví dụ thì mình chỉ tăng lên vẫn được. Rồi ở đây mình cần cái gì? Mình cần các cái cạnh, cạnh ngang, đúng không? Thì mình tăng cái chiều 2 lên. Các bạn thấy không? Thì tăng thêm một cái thì đây nó xuất hiện một cạnh 1 này ha. Tăng 1 là cạnh. Như vậy cũng được ha. Đây là kiểu. Còn bạn muốn nữa thì mình tăng 3, 4, 5 gì đó, 6. Thì nói chung mình càng tăng này lên thì cái độ cong này nó càng mềm, càng mịn. Nhưng mà máy các bạn nó sẽ làm việc nhiều hơn, nó sẽ nặng. Đúng không? Nên đối với cái bài tập thì mình không cần nhiều như vậy, các bạn chỉ cần đủ thôi. Ví dụ mình cho nó 3-4 cái gì đó. Đúng không? 3-4 cái. Ví dụ vậy. Sau khi bạn chỉnh xong thì bạn muốn chỉnh lại thằng tapper thì bạn bấm vô tapper này. Bạn muốn chỉnh lại pop tapper thì bạn lại bấm lên pop tapper. Lại để cái upper này nó up xuống cái này, này. Đó, thì đây cái curve này là nó cong theo 10, đây là 10 là dương. Giờ thầy thích âm thì thầy sẽ cho chiều âm, ví dụ thầy cho -1. Đúng không? -1 thì bạn thấy chỗ này nó sẽ cong vô. Thầy tạm thời tắt cái lưới cho bạn thấy. Không, tạm thời nó sẽ cong vô. Thấy chưa? Nó sẽ cong vô. Mình có được cái chân bàn này, thấy chưa? Render xem. Khi làm thì các bạn thường xuyên sử dụng cái chế độ render để mình kiểm tra coi cái hình của mình nó sẽ như thế nào, đúng không? Nó có ok không? Rồi cái chân là tạm ổn đúng không? Bây giờ thì đổi cái màu này, thì bấm lên chọn cái màu. Đó. Bây giờ thầy có cái chân rồi. Tiếp theo thầy vẽ cái một tấm box làm cái mặt bàn. Thầy sẽ chọn Jumper Box ha. Jumper Box. Thầy vẽ vùng nào các bạn? Nếu bạn vẽ front thì nó sẽ là như vậy này. Đúng không? Nó sẽ nằm vậy. Nếu bạn vẽ một left thì nó sẽ là bên trái qua. Được chưa? Thì tốt nhất ở đây thì mình cần mặt bằng là bàn nhìn trên xuống mình vẽ đây này, thấy không? Các bạn vẽ bằng cái khối Jumper Box. Vẽ xong kết thúc lệnh. Bấm về modify đó để mình chỉnh sửa. Trong phần parameter này các bạn cho thầy kích thước là
cái chiều dài này là 1.000, 1.000 tức là 100 tức là 1 mét đó không? Chỗ này thì cho nó là 120, 1.200. Cái chiều cao của tấm gỗ này là khoảng 60, tức là 6 phân. Cái độ bo góc này, này. Cái độ bo góc này ha. Đó, cái bộ bo góc này. Cái lưới này không cần đúng không? Nếu bạn thích thì mình sẽ tăng này. Các bạn tăng càng cao thì cái độ bo góc này nó càng càng tròn. Bạn thấy chỗ này nó tròn. Thấy không? Tròn. Còn nếu bây giờ thầy giảm nó xuống nha. Thầy giảm cái fillet này xuống này. Ví dụ thầy để 2 thôi. Thì bạn thấy nó sẽ như thế này. Thấy chưa? Đó. Ví dụ mình để 2 là được. Thấy không? Còn lưới chiều này cần thì mình tăng cái lưới này lên. Rồi cái mặt bàn thì cũng không cần cái lưới này chi, đúng không? Rồi. Cho cái màu. Bây giờ tiếp theo nè. Bây giờ thầy muốn cái mặt bàn này nằm ở trên cái chân bàn thì mình làm sao? Kéo ở đây hả? Nắm đây kéo lên đúng không? Nếu bạn đặt kéo ở trong vùng phối cảnh này nó sẽ không chính xác. Không? Tuyệt đối mình không làm gì đây hết. Các bạn chỉ cần sử dụng ba cái vùng nhìn này thôi. Ví dụ bạn nhìn vùng front này thấy mặt trước không? Đó, thì mình nắm ở đây mình kéo lên. Nhưng mà kéo vậy thì nó chỉ là tương đối thôi. Nhưng mà thầy muốn chính xác 100% lên trên chỗ này hoặc xuống dưới này. Hoặc là ở giữa. Mình sẽ dùng một cái lệnh. Là align để căn giống. Bây giờ thầy sẽ qua vùng front này cũng được, bật lớn lên này, phóng lớn này. Đó, thầy muốn căn lên đây này ha. Trước tiên thầy đưa cái mặt bàn này về giữa tâm tọa độ để dễ làm việc này. Thầy qua vùng top cho nó nhìn thấy này. Thầy muốn đưa cái mặt bàn này về giữa tâm tọa độ chúng ta làm cách nào? Trước mình học rồi, cách nào? Cầm mày kéo qua hả? Thấy sao? Click phải chuột lên công cụ Select and Mover. Khi đó xuất hiện hộp thoại, đúng không? Ba thông số X, Y, Z các bạn cho thầy bằng 0 thì lập tức nó sẽ nhảy vào giữa tâm tọa độ ha. Đó, mình cho cái bàn nó vào giữa tâm tọa độ. Còn cái chân thì mình sẽ đặt tương đối ở chỗ này thôi. Đó. Rồi giờ mình quay qua cái vùng front này mình xem. Đó. Bây giờ thầy sẽ kéo cái này lên đây cho nó bằng trên này, nhưng mà mình sẽ dùng một cái hộp thoại. Ở đây các bạn học cho thầy một cái là mới, tức là cái hộp thoại online. Bạn bấm vào đây. Đó, có tên là online này, tức là căn giống như bên AI của các bạn thôi. Bấm vào đây. Các bạn click vô trong cái đối tượng mà mình muốn căn. Ví dụ là mình chọn này căn với cái này thì click qua đây. Thì nó hiện lên hộp thoại này. Mình bỏ này đi ra. Bây giờ thầy giải thích cái hộp thoại để bạn hiểu mới làm được. Cái đối tượng thầy đang chọn á là nó là tên, nó là current object. Current object là cái đối tượng hiện tại là bên này, đúng không? Nó gồm những cái đối tượng bên này là cái này này. Thầy đang chọn này, là nó nằm bên trái đúng không? Có tên là current object. Còn đối tượng thầy muốn căn là cái này, là cái chân bàn đúng không? Nó có tên là bên này, target object. Target tức là cái đích, cái mục đích, cái đích tới cái đối tượng này này. Đó, từ đây mà tới cái đối tượng bên này, hiểu chưa? Và nếu thầy chọn cái này căn với cái này thì cái current object là cái nào? Là cái chân bàn đúng không? Là trên bàn, còn cái đích tới là cái mặt bàn. Đó, vậy là hiểu. Rồi, bây giờ thầy làm lại. Đó, rồi. Bây giờ nè, các bạn để ý, ở trong này nó có gì? Minimum tức là gì? Nhỏ nhất, đúng không? Minimum nhỏ nhất. Center là giữa. Viewport là cái trục
maximum là gì? Là lớn nhất. Vậy thì ở trong cái đối tượng này, các bạn thấy ở đây, cái maximum á, là cái trên cùng của cái mặt phẳng này, là cái cao nhất này, thấy không? Còn cái minimum á, là ở dưới này, tức là cái nhỏ nhất. Nhỏ nhất là dưới này, còn cái cao là minimum, còn cái center là ở giữa này. Giống như ở bên cái chơi, bên cái thanh bạc bên này, min là đâu? Minimum là dưới cùng đúng không? Đó là cái nhỏ nhất nè. Còn cái max tức là cái cao nhất nè. Đó, center là giữa này, được chưa? Rồi mình hiểu vấn đề đó rồi đúng không? Bây giờ thầy căn cái nhỏ nhất tức là cái gì? Minimum của cái thằng đang chọn là current, thầy bấm vào đây. Tiếp theo, cái nhỏ nhất này thầy muốn nó nằm ở trên cái cao nhất của cái đối tượng off này. Là max đây. Rồi theo trục nào? Ở đây thấy trục gì? Trục y, check cho trục y cho thầy. Để nhảy lên đúng nè. Hiểu ý không? Đó. Ngược lại thì mình ví dụ thầy muốn căn thằng max tức là cái thằng trên này nè. Đó, max ở trên nè. Với thằng gì? Minimum ở dưới nè. Và thằng này. Thấy chưa? Đó. Còn center center thì nó ở giữa rồi. Đó. Thì đây nó có ba cái trục, bạn muốn căn theo trục nào thì bạn click đó, trục x, trục y, trục z, đúng không? Đó, trục x, trục y, trục z. X, y, z. Đó. Để bạn hiểu được vấn đề thì mình sẽ làm được thôi. Rồi bây giờ mình cần như vậy, ok. Tiếp theo nè, thầy sẽ copy ra. Thầy chọn cái đối tượng này, cái chân bàn, thầy copy qua đây. Thầy giữ shift, thầy di chuyển. Giữ shift di chuyển thôi. Nắm ở cái đầu trục kéo qua đây. Thì cái này thì tương đối thôi. Thầy chọn instant, ok. Thầy muốn chọn thêm đối tượng này lại nữa, thầy giữ control, click vô đây. Ngon. Giữ phím control tức là mình chọn nhiều đối tượng. Sau đó thầy đè shift di chuyển dưới, đè shift di chuyển dưới thì thầy sẽ được đối tượng thứ hai. Bây giờ thầy có rồi đúng không? Ok, bây giờ kiểm tra nó, bấm vào đây, qua bên vùng phối cảnh, phóng lên xem coi. Bên này thì các bạn chỉ việc xem thôi, các bạn xem nó có hợp lý không hay là như thế nào thì mình sẽ xem ở đây, xem đây. Ở đây nó có cái bóng này. Các bạn không thích cái bóng đổ của ánh sáng 3D Max thì các bạn có thể tắt đi bằng cách click phải ở đây. Click phải chuột, các bạn vô phần kéo xuống dưới chọn Lighting Shadow này. Các bạn tắt cái này đi nè. Sao giờ nó lên. Nếu bạn không muốn nó xuất hiện thì các bạn có thể vào đó mình tắt. Nếu bài tập nhỏ thì mình đọc cũng được, không sao, nó không nặng lắm. Rồi bây giờ các bạn vẽ thêm cái thanh đố ở dưới này, cái đỡ cái lực ở dưới này. Thì bây giờ các bạn qua vùng vẽ, có thể là vùng nào các bạn có thể vẽ dùng cái khối cơ bản thôi, cái khối không bóc bình thường nữa ha. Bạn vẽ ở đây cũng được này. Nếu bạn vẽ bên vùng mà front thì nó sẽ nằm ngang như vậy cho mình. Thấy chưa? Còn mình vẽ bên vùng left. Vẽ bên vùng left thì nó sẽ nằm như vậy. Thấy không? Đó. Còn nếu không thì mình vẽ bên vùng top thì nó sẽ nằm ở đây này. Vẽ vùng top luôn. Đó. Thấy nó nằm đây. Thấy chưa? Vẽ xong thì mình sẽ chỉnh nó lại. Các bạn sẽ chỉnh cái khối lại. Các bạn muốn xoay được giống như thầy này, thay vì thầy phải bấm lên đây thì xoay này. Không, thay vì thầy bấm vô cái Q này thì xoay này, hoặc là bấm vô cái công cụ Orbit này thì xoay này, thì nó mất thời gian. Thì các bạn giữ phím Alt+Tab, đè chuột bi. Chuột bi tức là chuột giữa, đè chuột giữa, mình xoay này. Mình sẽ xoay.
Rồi cái chỗ này thầy sẽ hiệu chỉnh nó lại nhỏ thôi, cái lưới này không cần bỏ bớt đi chưa. Độ dày thì nó dày quá thì mình sẽ thu nhỏ lại. Đó, mình có được cái thanh này mình sẽ copy ra. Bạn qua vùng front, vùng top để mình thấy rõ hơn này. Giờ bây giờ mình sẽ copy cái này xuống dưới, giữ phím shift, di chuyển đối tượng, buông ra thì mình sẽ được copy. Sau đó đè phím control, click tiếp đối tượng, mình sẽ copy tiếp, mình dùng công cụ xoay nè. Và khi thầy xoay các bạn để ý nó sẽ xoay ở cái trục X hay trục Y hay trục Z nha. Mình để ý coi nó sẽ xoay ở cái trục nào phía dưới này. Các bạn sẽ thấy xoay đè shift nha. Khi xoay phải đè shift thì mình mới copy được. Các bạn thấy xoay trục nào? À, trục Z. Rồi thì để nguyên đây. Cái này nó không liên quan tới cái trên nên phải chọn copy thôi. Ok. Bây giờ nó xoay như vậy này. Đó, thấy ở đây là trừ 90 thì đánh 90 này. Enter này. Bạn thấy không? Đó. Chứ mình không cần xoay làm sao cho nó khớp dưới đây, không cần, đúng không? Mình chỉ cần xoay sơ rồi mình đánh, thấy thông số dưới đây là trục nào mình đánh thông số trục đó. Bây giờ thầy di chuyển qua đây, thầy chọn đối tượng, thầy nắm cái trục, thầy di chuyển qua đây, nó dài hơn. Nó dài hơn thì thầy sẽ chọn cả hai này, một là mình sẽ thay đổi thông số, hai là mình dùng công cụ scale, các bạn scale một chiều theo trục Y này thì các bạn sẽ có được cái đối tượng như vậy. Xong thầy sẽ chọn bốn cái này, giữ phím control chọn cả bốn cái. Thầy cần một cái màu cho nó đồng bộ là chọn màu này luôn. Bây giờ đang nằm ở dưới này, các bạn muốn kéo lên thì nhớ cho thầy là mình sẽ kéo một trong hai vùng gì này, một là left, hai là front, đúng không? Mà khi các bạn đang chọn ở đây, mình click qua đây á, mà nó mất lệnh rồi, thấy chưa? Mất lệnh. Để nó không bị mất lệnh, bên này các bạn click phải chuột, nhớ nha. Click phải chuột thì các bạn sẽ không bị mất lệnh, không bị mất lệnh chọn á. Rồi mình di chuyển lên này. Đó, thì lúc này mình sẽ có được cái, các bạn sẽ có được cái đối tượng. Tắt rồi mà. Đó. Rõ ràng cái thanh này nó không bằng cái thanh này. Render xem. Cái này thì sẽ tăng cái độ phi. Đó. Thì khi bạn vẽ xong đây thì các bạn vẽ cho thầy thêm mấy đối tượng khác như là bình trà này, teapot này. Khi vẽ thì bạn vẽ bên vùng left. Rồi sau khi các bạn vẽ được như vậy rồi nè, thì các bạn trang trí cho thầy vẽ những cái khối ra như là teapot nè, bình trà nè. Vẽ thì các bạn vẽ bên vùng top nha. Vẽ xong click phải qua vùng front, bạn kéo lên. Bạn kéo lên thì mình sẽ có được cái bút. Tại vì sao vẽ vùng top? Bởi vì mình có thể thấy được cái không gian chỗ này, mình bố cục nó được này. Không? Đó, mình dễ hơn. Đây mình xem thôi. Đó. Rồi vẽ các khối cầu, khối phia lên trên cái bàn này cho thầy. Click phải kéo lên ha. Rồi hoặc là vào cái khối mở rộng á, các bạn vẽ một số các đối tượng ra để hiểu thêm. Ví dụ như trong CC nè. Các bạn vẽ hết ra để mình hiểu các cái khối này nó là như thế nào.
Đây là khối khối viên thuốc. Rồi. Cái gì? À, nó có sẵn hết. Cái này mình chỉ cần vẽ lên đây cho nó hiểu công cụ thôi. Dùng mấy khối này nó có sẵn hết, những kim tự tháp. Mình sắp xếp lên đây để hiểu các công cụ. Được chưa, các bạn vẽ hết như vậy cho thầy. Các bạn phải vẽ thì mình mới hiểu các cái lệnh ha. Vẽ xong thì bạn xoay, chọn cái góc nào tối ưu nhất. Sau đó mình render lên. Các bạn render này, vào menu render này. Render ra xong rồi các bạn sẽ chọn lệnh là save này. Bấm một nút save image này. Rồi save image các bạn sẽ chọn cái đường link mình muốn save ra đâu. Ví dụ như là thầy save desktop thì chọn desktop. Để đặt tên. Tên là ví dụ cái bàn đi. Sau đó kiểu save thì các bạn sẽ chọn cho thầy save JPEG. Các bạn chọn đuôi ảnh này. Xuất ra đuôi ảnh mình sẽ chọn đuôi JPEG này. Đó. JPEG. Còn những cái khác mai mốt thầy sẽ nói chất lượng cao hơn thì mình sẽ nói. Rồi. Nhấn vào save là được. Ok. Cái này là chất lượng của cái file ảnh. Mình kéo lên best luôn, tốt nhất luôn. Lát lớn nhất. Ok. Này nó đang trùng với một cái hình. Đó, thì khi các bạn ra xong thì mình có được cái hình như vậy. Không, có được cái sản phẩm. Được chưa? Rồi các bạn, chỗ này có chỗ nào chưa rõ không? Chưa hiểu không? Cái thông số thì trên bảng thầy đã ghi cho các bạn các thông số của cái bàn, cái mặt bàn, cái chân bàn. Thì bạn sẽ theo thông số đó. Và các bạn vẽ bằng cái khối mở rộng cho thầy, khối jumper box nhá. Vẽ bằng khối jumper box cho nó có được cái vát góc, vát cạnh này nó đẹp hơn là cái khối bình thường. Thì đối với cái bài này là mình như vậy.